đấy, đây là súc sinh này, súc sinh nên là mua một quả đây là đúng 1 kg này, đấy, đây là 1 kg đồng hoang này. Rồi, cái gà đan được đôi. Ok. Có mi? Hello, chào các bạn. Hôm nay là coi như là lên công trình xây dựng. Thì hôm nay là coi như là mình phải lên đây giới thiệu mấy người Angola để coi như là lên mãi mãi là đổ về phía sau cái đường sau cùng đấy. Vào đây. Đây các bạn, đây là thế này, mình mấy bữa đi thì mình cũng mắc việc quá là về thủ đô, nhưng mà dư mình cũng là thay đổi 1 tỷ, cũng là lên nói với mấy ông thờ rồi. Trong cái bàn về thì không có cái cửa hầu này, bàn về lắm có cái cửa hầu này, nhưng mà theo mình thì khán giả nói cũng đúng là trừ cho họ một cái cửa hầu đây để coi như là họ đi chờ đi bùa về đây, bỏ xe đây với bỏ đồ nấu đây, họ rửa, nói chung là họ rửa rảy ngoài đi là họ lại đưa vào đây họ nấu ăn đấy. Thì mình sẽ trừ một cái cửa hầu đây là rộng 80 phân, cái cửa gọi là cửa hầu để đi vào đấy, đi vào nhà bếp đấy. Còn cửa sổ này mình vẫn để nguyên. Vấn đề nguyên. Còn khán giả bảo là có như ở đây làm công trình tự hoại chứ mà đấy làm được. Không bao giờ làm được. Là vì đi. Mình tất nhiên là mình cho họ một cái nhà. Nhưng mình cũng phải hỏi qua ý kiến của họ. Thì người Angola đấy, họ không thích để nhà cầu ở đây. Mà một phần ở đây là nước đây mà sau đấy. Họ không phải như người Việt. Nếu mà để đây là làm ống nước mà được thải đấy, cơ bản cái nước thải ra sau đi thì không có đất nữa, không có đất ra sau đi là đất của nhà họ, cái đường đi cho nên nước tất cả đằng sau này phải bịt lại, kể cửa sổ cũng trừ đấy. Thì mình không làm nhà cầu ở đây, mình về cùng là hỏi ý kiến. Với sáng nay là mình lên mình hỏi ý kiến của ba cái người canh huyền thoại rồi, là họ không nhất trí là để nhà cầu đây đấy, họ không nhất trí để nhà cầu đây, là họ quy hoạch là đầu kia một chỗ, nói chung mình sẽ xây 3 cái nhà cầu ở đầu kia. Mình biết nhưng ngày nay là mình biết 3 cái nhà cầu, mình xây 3 nhà cầu chứ mà mình 3 cái nhà cầu đấy là mình xây chung với ở trong cái nhà tắm luôn, là mình xây cho 3 cái đấy là mình xây. Chứ còn bây giờ là mình sẽ mời cửa hầu đây này, còn đằng sau này cái ô thoảng đây thì mình trừ rồi. Là một vấn đề thế này, đây cái ô thoảng đây, đây là đây một ô này, là chiều này là 30 này, chiều này mình để 20 này, đây thêm một ô nữa này là 2 ô đấy. Sau đi mình sẽ thiết kế cho họ một cái bàn để bếp ga. Nói chung mình thiết kế thành chữ U đấy, à chữ L. Chữ L này mình thiết kế cho họ một cái bàn bếp ga. Còn bên này cũng không trừ, là vì ở bên này là thường bên này là mưa gió hắt tơn lắm. Còn đằng sau này mình trừ 2 cái ô thoảng này, mà so với đường đấy nó cao lắm đấy, cao phải tầm cỡ khoảng vài mét đấy.
còn mà là trừ cho hai ô thoáng, đây một ô này, đây một ô này, đấy, nó cho bằng nhau, gọi là ba nhà như nhau, đấy, thì sau này vì ở dưới này là mình kê lên một lớp thế này vì mỏng mình chờ thấp quá, thấp hơn đường, là mình kê mà hôm hôm ở đây đấy, hôm ở đây cả cái đây này là mình đã đổ bê tông trong rồi, xây ngừa lên đổ bê tông các bạn biết rồi. Còn hôm nay là mình sẽ trừ một cái cửa đây. Đây mình đánh dấu đây rồi. Đây. Khoảng 80 phân từ cửa đây. Lại cửa đây, mình chia tim ra cái này là cả 2 mét. Thì mình chia cái tim ra ở đây là bên này 40 này, bên này 40. Là mình trừ đây mình cắt, mình sẽ đưa máy mình cắt. Đấy cắt thẳng lên đi. Đấy cái này là mình phải trả thêm tiền cho họ này, vì trong bản vẽ có. Đấy trong bản vẽ có. Thì mình nói với các bạn thế này này, mình hay xưng bố, xưng bố lắm phải xưng cho các bạn, mà xưng cho Đức Anh đây, là cái xưng bố với con. Cho nên các bạn thông cảm ngay, có nhiều bạn nói là bố với Đức Anh chi thôi, chứ không phải là bố với khán giả. Đúng, mình xin lỗi nhá, cái gì mình sai là mình đáng sai, là mình nói, các bạn thông cảm cho mình là được. Thì mình có cái mồm là nhiều khi cứ hay xưng bố là xưng bố với Đức Anh. Cho nên cả khán giả cái thông cảm cho mình. Đây là mình ghi cửa này. Khán giả đúng ở trong hợp đồng là không có cái này. Thì hồi sáng là mình đã nói với mấy ông thờ rồi, với nói với cả cái vấn đề cái nhà cầu mà để trong cái nách bên này, là cũng họp với mấy ba cái người Angola mà để mình xây cái nhà đấy này. Đấy. Thì hôm có là thế này, cửa sổ đấy. Nhiều khán giả bảo là cửa sổ được đối diện, mình công nhận được đối diện đây này. Cháu đây quay cái, đây cửa sổ này với cửa sổ này nó khác nhau hoàn toàn. Cửa này lịch ra bên này, cửa này lịch ra bên này. Đấy, khán giả nhìn là biết rồi. Đấy, là mình không, mình ít khi mình trừ kiểu nở lắm, chỉ có cửa này là mình trừ thế này. Là đối diện thế này, là chắc cửa này này. Đấy, là mình trừ đối diện hai nhà đi với nhau một tí. Đấy, vì, bởi vì cái nhà này là khoảng cách như nhau. Đấy là một phần rồi nè. Còn tất cả đấy là cái đường này. Cái đường này là tất cả nước ở bên đấy này, nước ở ngoài này là đồ chảy về xuôi đây cả, với chảy đằng sau kia cả. Cho nên bắt buộc cái mái này đấy, cái mái này là mình làm đồ nước về phía sau đường, đường gọi là cái đường láng đấy, đường đường cái xóm đi đấy, đường còn 5-7 nhà sau đi là mình đồ nước về sau nữa. Đằng trước nếu hôm sau là mình sẽ thiết kế một cái vía ra nữa, thì tầm 1 mét nữa. Thì sau là mình sẽ lạt đấy, lạt cái thêm này mình hạ xuống khoảng 5 phân. Thì cái đó là mình hiểu, cái đó mình hiểu đó. Hôm sau đấy, hôm sau là coi như mình phải đập cái nhà này này, đập cái nhà này thì mình phải thiết kế được cái nhà tắm đấy. Nhà tắm thì mấy cái, ba cái anh này thì nói là để ra bên này cả, chứ không, họ không nhất trí ở đằng sau đấy đâu. Họ không nhất trí đằng sau là vì người Angola đấy, họ khác người Việt. Mình xây cho họ cái nhà chứ mình phải hỏi ý kiến họ nữa, hỏi ý kiến họ. Chứ mỗi khi một cái nhà mà họ vô ở đấy mà họ cảm thấy không thích thì mình cũng ấy náy. Cho nên những cái cây gì đấy mình đang hỏi họ là mình hỏi họ. Chứ còn cái nhà mà mình cho họ xây phòng lúc bàn về đấy là mình cũng có cả rồi, có cả bàn về đầy đủ hết. Mình làm là không thiếu một cái chi cả. Nói chung là đầy đủ, đầy đủ bàn vẽ. Mình làm như thế này này. Đây là mặt trước đây này, là mình làm như thế này. Mình có bàn vẽ mà. Rồi này. Rồi bên này này, đấy, đây mặt trước này. Mình có bàn vẽ chứ mình không làm cửa này, họ không nhất trí cửa này. Họ là bảo là phải cửa sắt. Người với Angola là cứ thích cửa sắt thôi. Ngoài ra không có cửa gì cả, làm cửa gỗ kính nhóm. Họ không bao giờ thích. Còn một cái dàn hoa này đây chẳng qua là vẽ cho đẹp thôi chứ mình cũng không làm như thế này. Mình làm như thế này, đây các bạn này. Đấy, đó là mặt trước đấy. Rồi mình sau mình làm cái hiên thế này xuống đây. Còn các cái cửa sổ này sau rồi mình sẽ thiết kế một tí, đắp cái pháo chỉ tí cho đẹp tí. Đây, mình sẽ đắp. Đến cái bữa đó mình đắp rồi là mình quay cho các bạn xem, là mình nói chung là cái tầm cửa khoảng 20 năm đi chưa cầm bay. Nhưng mà chắc chắn mình làm được. Còn nói mà sai một tí thì coi như là mong các bạn coi như là thông cảm cho mình. Là vì mình hay kêu bố với Đức Anh.
kêu bố được anh nhấn giảm kêu bố các bạn luôn, nói giống mình cái tuổi gì mà giảm kêu bố các bạn, mình đang ít tuổi lắm mà, có nhiều lắm đâu, cho nên là các bạn thông cảm cho mình là được, vì mình công việc cũng nhiều lắm. Hôm nay thì mình lên đây thì mình cũng có nói chung ngày nào mình nấu cơm cho họ ăn, nhưng mà mình nói chung phải là ngày nào cũng quay, nhưng mà hôm nay thì mình gồm có là nấu cái món cơm rang là trứng với những cái đồ rau dưa của Việt Nam đấy, là mình sẽ rang cho họ chiêm ngưỡng một tí, là mình tự nấu ăn này các bạn ạ, mình tự nấu ăn. Rồi hôm qua mưa này cả đồng cát đã trôi hết, trôi này các bạn nhìn này, đó cả đồng cát đây mà trôi sạch luôn, nó trôi đi ra đây chảy siêu ra ngoài đợi luôn, đi hết cả đồng cát đó mà. Đồ đây là sáu xe mưa một phát này, vì đất đây cao mình chưa hà được, đồ đồng cát đây coi như là trôi hết. Mưa đây cũng mạnh lắm các bạn ạ, cho nên mình mưa xong là mình nhìn nhà cái mỏng nhà của mình làm rất là đảm bảo luôn, nếu mà không đảm bảo thì mấy trôi mưa đi cát trôi ra đi thì kể cả mỏng nó đi là trôi xuyên hết, nhưng mà không bao giờ xuyên, là bởi vì đằng sau đường đấy, đây này cả cái rãnh nước chảy này, nước đây là chảy đổ về đây nhiều đấy. Thì hôm sau là mình sẽ bịt bờ rào lại hết, mà mỏng bờ rào này mình như bắt buộc phải mấn chắc chắn như mỏng nhà luôn, chứ không mai pau à rồi đấy. Chị Gao chào các bạn đi. Ờ, chào các bạn, mình tên Chị Gao. Mù nọn rồi tui. Ok, đây rạch tổ. Ok. Đây là Chị Gao. Rồi hôm nay là nhà của Chị Gao với chị, trong là phải cử lại 3 người, phải cử lại 1 người. Rồi nhà coi như là để mà xem xi măng với tất cả đóng đo cho thờ, nhưng mà thờ đây thì nói thật với các bạn, cũng phải như người Việt mà. Angola mình nói thật, nhưng mình dư trú đấy, 700 bao xí đấy, mà bây giờ đã vượt lên coi như là tầm cỡ khoảng 150 bao rồi, mà chưa đồng học, có thể ngày mai phải đồng học, ngày mai lên đồng học thì ngày kia là mình lập mãi đấy, là mình sẽ quay cho các bạn xem, lúc mình chéo đến bản tôn tất cả là mình quay cho các bạn xem, đấy, những cái đó là mình phải lập, chứ để cho khoản cả thầy cho họ rồi. Nhưng mà mình họ lợp đấy là họ bắn hai thùng thôn, họ bắn bằng mình đâu, cho nên mình kéo lên là mình sẽ trực tiếp là mình sẽ bắn cho họ đấy, thì cái đó thì ngày mai một chứ mình quay, mong các bạn coi như là ủng hộ, xem ủng hộ. Đây là gồm có trứng này, đây là hành này, bên kia là lấy đây là xúc xích này, xúc xích đi là mua một quả đi là đúng 1 kg này. Đấy, đây này, có kg đồng hoang này. Một quả này là mình cắt nhỏ ra với trứng. Là mình sẽ... Đậu. Đấy, hộp đậu ấy, mì liu ấy. À đây. Đây hai hộp đậu luôn này. Đây, hai hộp đậu của bố đậu nhà đấy. Đậu này ngon lắm các bạn ạ. Cái này mà giống như kiểu bò hò, bò cả dừa với ngô với chi đông đấy. Nói chung là cả cái món họ chế biến trong đất ngon luôn. Đấy, là mình có đồ vào. Không ấy, nhưng bây giờ là cà rốt này. Ớt cay to này. Đây mình sẽ nắm đủ, nhưng mà cái cà rốt thì hồi nữa Đức Anh mới cắt này, đừng để cho họ cắt thế. Dạ. Đấy, họ cắt là cũng được đẹp. Vâng. Đấy, thì giới thiệu qua cho các bạn tí rượu. Hồi nữa là có một tiệp mục là mình đưa tiền đi đây này, là cho họ ứng tiền luôn. Chủ cho họ ứng là bởi vì xong nhà là chủ cho họ ứng. Cửa tháng trăm đến đây, thì hôm nay đúng nửa tháng, nhà này đúng nửa tháng luôn. Chủ làm cái bữa nhà này là đúng bữa mùng 10. Dạ. Đấy, mà hôm nay 25. Hôm nay 25 trước là đúng nửa tháng đấy, nhưng mà nhà này thì nếu mà nói về cả công trình phù đấy, mà làm cả tất cả hàng rào chi mà để cho quy mô đấy, rồi là đến mức độ khánh thành thì phải cũng phải đến là sắp xỉ 2 tháng, thì nói chung là tầm cơ khoảng tháng rưỡi nữa thì coi như xong hết cả công trình phù cả chi xong hết, đó là mình đang mong là trời đừng có mưa. À, mưa buổi đêm thì được, buổi đêm thì được, chứ buổi ngày đứng không mưa để cho thừa lắm. Mình mong lắm, mong muốn cho xong rồi mình đang nhiều việc lắm, đang còn ở đây mà lên chỗ trang trại Quang Linh Phan, làm về tầm 17 cây đó, vừa qua chạy xe đo công ty mệt nhưng mà mình chạy hơi chậm, là tầm đỏ đó, để cho chủ nấu ăn này.
để chủ nấu ăn là vì hiện dương 10:30 rồi mà 12 giờ là phải cho họ ăn. Ờ 12 giờ phải cho họ ăn. Rồi gọi chi là hồi nữa gọi chi là ta để cho khán giả xem tiếp ha. Xem tiếp những cái món ta nấu ăn đấy. Thì dự để lại nấu cơm mình ạ. Mà cơm đã rang phải nấu để cho nguội nguội thì hồi hột cơm mình mới đánh tới hột cơm. Đây là trứng các bạn ạ. Như bắt đầu là phải đánh trứng. Trứng nó phải đánh với muối để cho tan này. Ở đây họ cũng có muối iốt. Từ bữa sau về Luanda mình mua đấy. Cái trên này nói chung là có chứ mà ở cái chợ này cũng có. Cái chợ sát nhà đây họ cũng bán. Đánh ra đi thì đâm ra khó tan lắm, muối này khó tan lắm. Mai cá ra được. Tốt đủ. Ừ, cá rụt nhiều ngon lắm. Đi ăn ngon rồi. Tốt đủ. Ngô này. Quá ngon này. Rồi. Cái cá ra được. Đôi. Đấy, hãy cho chín nè. Ui, cả thơm ơi. Thơm nhất mùi chứ không. Rồi. Cơm đánh tơi đây được. Cái đế đây kìa. Đây. Đánh trứng cho tan với đều với hò luôn nhá. Đều trứng rang cơm nó như thế này chứ không cho đều mờ đây. Những cỏ hồi nữa là người có người không phải đánh đều. Đánh đều cũng có. Đấy. Úi xòa. Bỏ trứng vô đẹp màu liền ạ. Ok. Đi ra tu đủ. Đây được khỏe chứ. Mình đi mà đánh khỏe là thôi chịu đó. Cái sẻng chưa ạ? Không, cái đi được kìa. Chịu chưa? Hình lên màu liền đi. Cái bồ quỷ thì nói với chị nữa. Nói bồ quỷ là nói với Đức Anh. Nói chung là mấy nhà đào diện cái món đi. Cơm rang thập cẩm. Đủ các loại thập cẩm. Chị nào? Mai. Bà chị nào? Vâng. Trứng nó hết này. Không, tí nó lên hết đúng không? Bây giờ là kêu khỏi quá đây. Mình nghe thơ. Mai. Một chai dầu luôn mà. 1.5 lít dầu. Ok. Ngon chưa cơ? Ngon chưa?
Ok. Mình săn cơm này cho họ. Cơm rang là phải săn, săn này mới ngon được. Đây là mình đánh tơi đấy. Tơi cơm đấy. Thì ra thế này chứ cũng có hình thành cục cục ấy. Nấu một nồi cơm đi cũng phải là cái chuyện đơn giản. Thường chảy khê chứ. Mất ngon của họ đi. Đấy. Được. Rồi hồi họ ai ăn họ mặn thì họ bỏ thêm, thì họ có muối đâu mà. Họ bỏ thêm. Tùy từng người một họ ăn, họ mình nấu thì là vừa ăn thôi. Là họ thì ayuda. Sí. Chà. Có mi? Không được đấy, được đấy. Đấy, mình đều được gặp loại máu thế này thôi, xúc xích cái máu thế này thôi. Rồi như đây này, cơm này, cơm tình hình là rang cơm đây rồi này. Rang cơm đây rồi rất ngon luôn. Này. Ok. Aquí, ¿eh? Aquí senta come. A ver, papá. Ok. Almoço. Vai, 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 rápido. Me dou pé da doe. Vai, tá ali, tchau. Ai, tá aí. Eu já fiz mais. Ah. OK. Papai, isso. Isso é meio. Tá bom. Ah, papai, isso é meio. Papai, tá bom. OK. Papai, rinha. Mano. Tá banana. Tem como não? Lương các bạn ạ. Hôm nay là mình đến đây phát lương một tháng, nửa tháng ấy. Nửa tháng là mình phát lương cho thợ. Còn họ ứng lặt vặt thì mình nói, nhưng mà hôm nay nửa tháng phát lương. Đây, xa anh nhỉ. Còn ta, mẹ, nào mẹ đeo kì. Để bơi còn ta. Nô mì. Đi à. Vít đi. Đi à vít đi. Mét đết. Vít xin cù. Mét đết. Từ đó ba nhà ta bông nè, cho con nhe rú, nào tên một lem nè, pha la là pa pa. Ok, xanh mà, xanh mì lý. Nào xanh mì lý. Ok. Rồi. Ok, có rồi. Đây rồi chia hết hả chú? Rồi. 3 4 Cái này có tông nào? Tông nào nhá.
Quando veo tu mano liga musica. Dạ bố gọi bố gọi. Chegou 50. Aquí la guitarra, ¿cuál? Aquí. Mai, mai amigo. Ya. Me da nombre, aquí. No me. Día, aquí. Día 25. ¿25 y voy a ni? 25. Sí, día. Oye, ya engago. Y el número 25. Es una bandilla, está el número 25. Porra. Deben andar hasta el número 25. Porra. No la he enviado. Se vola, le va a casare. Signora, igual. 6 mili, está bom. Mete 6 mili. Sì. No, non è sangue. Mete 6 mili. Ok, mai, ok. Rồi, mai. Tres. Ok, está bom. Ok. 50 này. Mai dùng 50 này. ¿Cuánta? Pues sí, 50. Mete una. Corta. Ay, ok. Más un 50. Oye, amigo. Vai, tres. Amigo. Aquí la papa ayuda, ¿no? Pota, bate pota, aquí de rectura. ¿Ya ves? Ya. 80. De recto, boca. 2 mili. 2 mili. Ok. Bueno, papa está bom, ¿eh? Guru amigo sabe. No tengo problema, ¿eh? Te da baña bom. Papa, ñeru, no tengo problema, ¿eh? Papa, te da baña igual y vos, igual. Papa, buntu, te da baña obra. Papa, se da baña. No, muru, ainda. Después vos, boca, yo mete met, un met, cuánto, yo baga. Ah, ya. Oh, yo sabe, no fala, ¿eh? No fala, papa sabe. Rồi là coi như là cái ngoài khoản đấy là mình cửa đấy, cửa coi như là mình phải ngoài khoản là mình phải bỏ thêm tiền.
và tiêm tiền cho họ. Cho nên là cái cây đó là cây đúng. Rồi xong rồi. Tạm biệt. Được rồi, ok hả? Đã bàn nhau bọn ấy. Ok. Nada. Qua đây. Ok. Thôi, chào các bạn nhá. Chào các bạn.